Sáng hôm nay 29 tháng 11, bếp ăn tình thương bệnh viện tỉnh Kiên Giang phục vụ cho bệnh nhân nghèo khó khăn chính thức ra mắt do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang phụ trách. Với số lượng dự kiến từ 1.000 đến 2.000 suất mỗi ngày, có đầy đủ các món ăn mặn và rau xào canh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh ở các bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện Sản Nhi và Ung Bướu tỉnh Kiên Giang. Từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, mỗi ngày 2 buổi, bếp ăn tình thương bệnh viện tỉnh Kiên Giang sẽ mang đến những bữa ăn đa dạng với đầy đủ các món mặn, xào canh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn là bệnh nhân, là người chăm bệnh tại các bệnh viện đa khoa, bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Sản Nhi tỉnh, nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn, động viên họ có thêm nghị lực sống. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang Lưu Kim Oai cho biết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan và mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh mua sắm mới một số trang thiết bị, dụng cụ cần thiết để phục vụ nấu ăn với mong muốn chia sẻ cùng người bệnh đang điều trị ở bệnh viện. Mỗi suất cơm cháo trao tặng đến bệnh nhân nghèo khó khăn có thể không lớn về giá trị vật chất nhưng lại thấm đượm tình người, góp phần chia sẻ bớt khó khăn cho những bệnh nhân nghèo khó khăn, giúp họ có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật. Theo nhu cầu của bệnh viện thì đến giờ này thì chúng tôi dự kiến là sẽ phục vụ mỗi một ngày là hai buổi trên ngày, và cái số lượng thì từ 1.000 đến 2.000 suất cơm. Thời gian bếp ăn hoạt động và phát cơm cho người dân tại các bệnh viện đó, thì chúng tôi sẽ là tổ chức hai buổi, buổi trưa và buổi chiều. Buổi trưa thì vào khoảng 10 giờ rưỡi là chúng tôi bắt đầu tiến hành phát cơm. Buổi chiều thì 16 giờ 30 chúng tôi tiến hành phát cơm cho bà con. Thịt heo kho đậu hũ, canh rau má thịt bằm và đậu xào, sữa tươi là những món ăn nghĩa tình mà bếp ăn tình thương bệnh viện tỉnh gửi đến bệnh nhân nghèo, người khó khăn có được bữa no đầy đủ chất dinh dưỡng. Mỗi suất cơm của bếp ăn tình thương bệnh viện tỉnh của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang tuy không quá lớn về mặt vật chất nhưng đã góp phần chia sẻ bớt gánh nặng âu lo của những người bệnh nghèo khó khăn, động viên họ vượt qua bệnh tật. Tôi đến được nhận cơm cũng cảm ơn mấy chú mấy cô mà nuôi bà già hồi bữa chủ nhật tới bữa nay. Rồi xin cảm ơn mấy cô cũng có cho đồ ăn cũng ngon, cũng có chất dinh dưỡng. Mỗi ngày thì chị nấu thực đơn là mỗi ngày mỗi đổi. Đổi rồi xong rồi qua tuần mình quay trở lại. Món ăn gì đó rồi hàng ngày bill hôm nay thì chị đổi là món thịt kho với tàu hũ, với lại canh rau má nấu thịt bằm, với lại đậu xào thịt, đậu đũa xào thịt. Bếp ăn tình thương bệnh viện tỉnh Kiên Giang là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mang đến yêu thương và sự sẻ chia cho những bệnh nhân nghèo khó khăn, góp phần cùng với đảng, chính quyền chăm lo sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.